Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Sự việc đôi bạn trẻ người Việt Nam bày tỏ tình cảm với nhau bằng cách viết tên lên bảng cảnh báo tại Hàn Quốc hiện tại đang là câu chuyện khiến không chỉ những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc cảm thấy bức xúc mà ngay cả dư luận Việt Nam cũng vô cùng lên án cho hành động này. Theo những hình ảnh được chụp lại, cặp đôi có tên Trang Cảnh đã ngang nhiên ghi tên và ký hiệu trái tim lên một tấm bảng cảnh báo tại Hàn Quốc. Tấm bảng đặt cạnh ở nơi công cộng khiến người đi đường chú ý bởi dòng chữ khác lạ. Ngay sau khi những hình ảnh này được chụp lại và đăng tải lên một số diễn đàn người Việt ở Hàn Quốc, sau đó lan rộng ra các nền tảng mạng xã hội Việt Nam, cũng là lúc nhiều người ngao ngán với sự vô ý thức của cặp đôi Trang Cảnh này. Một số bình luận đến từ cộng đồng mạng như: "Nhìn chán thật sự chứ, ở nước ngoài mà ý thức để đâu không biết nữa. Đến tên mình còn không viết hoa nổi thì làm sao nghĩ đến việc khiến người khác tôn trọng mình. Vô ý thức làm ảnh hưởng đến những người khác đang sống ở nước ngoài, một hành động nhỏ nói lên tất cả, thật kém cỏi. Hành động khắc tên riêng lên những nơi công cộng không phải là một việc hiếm thấy tại Việt Nam. Chúng ta từng ghi nhận rất nhiều trường hợp giới trẻ viết, vẽ bậy lên các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Và dù đã có rất nhiều lần bị lên án, thế nhưng hành động phá hoại tài sản chung này vẫn liên tục tiếp diễn." Chúng mình là S News, kênh cập nhật tin tức nhanh. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.